Hello tất cả anh em, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ lên cho anh em một list đồ anh em nhé, bao gồm từ cái đồ những cái đồ âm thanh size lớn đến những cái đồ âm thanh dàn mini. Nói chung là size lớn thì ở đây thì mình chỉ có cái âm ly là thuộc size lớn thôi, chứ còn loa thì mình vẫn chuyên về những cái dòng loa nhỏ Buxell anh em nhé, để nghe những phòng nhỏ. Anh em lưu ý một chút là tất cả những cái đồ của mình ở cửa hàng mình bán ra, mình đều bảo hành trọn vẹn 1 năm tất cả cho anh em nhé. Anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng của những cái sản phẩm bên mình bán ra. Nói chung là đã dám bảo hành 1 năm thì anh em phải hiểu là cái sản phẩm nó phải chuẩn đến mức nào bên mình mới dám bảo hành dài như thế, đúng không? Bảo hành dài cho anh em. Nói chung chế độ thì bên mình khẳng định là một trong số những bên bảo hành cực kỳ dài cho anh em luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào sản phẩm luôn. Đầu tiên ở combo số 01 anh em nhìn thấy ở đây thì sẽ bao gồm một cặp loa khá là VIP ở dòng loa Buxell. Nó là cặp Onkyo 102CX anh em nhé. Cặp này thì khá hiếm gặp trên thị trường, nó là một trong số những cặp gọi là dâu lạch. Anh em nhìn thấy đây, này dâu lạch anh em nhé, dâu lạch. Thì con này nó có cấu hình như sau, cấu hình cặp loa thì bao gồm một con loa bên trên là con loa chép dòng dom lòng đỏ anh em nhé, dòng dom lòng đỏ cao cấp gần như là nhất của thằng Onkyo vào thời trước đấy. Thì con này nó là dòng dom 8 feet từ siêu to luôn, và cái thùng của con này khá là nặng anh em nhé, thùng nó siêu nặng luôn. Thùng vách con này thì rất là đẹp, đúng không? Gân loa thì bao gồm con này nó sẽ bao gồm một con loa bát đường kính là 12 cm. Thường anh em sẽ gọi con này là đường kính 13 cm tính cả viền anh em nhé. Thì gân loa nó là gân nỉ anh em nhé, dòng gân nỉ nên anh em thể nhìn thấy nó hơi sần sùi tí. Đây, kể cả bên này cũng thế, nó hơi sần sùi một tí nhưng mà nó gân nỉ và gân zin anh em nhé. Thật ra là cái gân này nhiều anh em về thì ưa tính thẩm mỹ thì thường anh em ở Việt Nam nó sẽ thay sang cái gân gọi là gân mút anh em nhé. Nhưng mà mình muốn giữ cái tính nguyên bản của cặp loa nên mình vẫn để cho anh em nguyên cái cặp loa này, nó là gân nỉ zin luôn đấy. Tại vì cái gân nỉ này của nó nghe rất là hay và độ bền nó rất là cao, ngoại trừ cái hình thức của nó nhìn nó hơi sần sùi tí thôi anh em nhé. Bên trên này đây, con này thì con chép này của nó thì nó sẽ hơi có gợn, nó hơi móc một tí anh em nhé. Ok chưa? Thùng vách con này thì khá là đẹp, đây mình sẽ quay phía sau cho anh em xem, vuông thành góc cạnh luôn, đúng không? Thụt hơi siêu to khổng lồ đây. Cặp loa thì toàn bộ nó cặp loa bắp chuối toàn bộ anh em nhé. Nói chung nó là dòng 102 thì dòng VIP rồi, 102 dòng VIP rồi. Cặp loa thì trùng series luôn. Đây, trùng series 801. Công suất của loa sẽ là 70W và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Trở kháng 6 ohm. Nói chung nó là một trong số những cặp loa VIP nên là chất âm của nó ra cũng sẽ rất là ngon anh em nhé. Chơi cái phòng nhỏ nhỏ với anh em, với là ghép với cả những cái âm ly mà như kiểu con đê nông chữ đỏ này thì nó ra chất âm gọi đẳng cấp luôn anh em ạ. Thì mình xin phép báo giá cặp loa. Bình thường cặp này thì nếu mà nó đẹp gọi là xuất sắc đấy, mà cái gân nỉ này của nó mà nó không bị sờn đấy anh em nhé, không bị gọi là nhìn nó mất thẩm mỹ ấy, thì thường anh em sẽ bán rơi vào khoảng tầm 2,5 triệu cặp loa này. Nhưng mà mình ở trên cặp loa này thì mình để cho anh em giá chỉ có 2 củ tròn thôi anh em nhé, 2 triệu tròn cho cặp loa Onkyo 102CX, một trong số những cái cặp loa khá là VIP đấy anh em nhé. Ui, siêu nặng luôn anh em ạ, siêu nặng luôn, bê một tay không được đâu anh em nhé, một chiếc là phải bê bằng 2 tay. Và bên dưới này thì là một con âm ly Denon hàng đấu giá anh em nhé. Con này là con Denon 300ZA hàng đấu giá, con này đẹp góc cạnh luôn, chất âm ra thì cực kỳ ngon, đánh sò Motorola chân vàng anh em nhé, Motorola chân vàng cho chất âm cực kỳ hay luôn. Con này thì đánh hai cặp loa AB riêng biệt anh em mình nhìn đây, hai cặp loa AB riêng biệt hoặc đánh cùng lúc được hai cặp loa AB luôn đấy. Đây đúng chỉnh bát này, bát và chép này đấy, lúm của nó. Nói chung là con hàng đấu giá và con này đẹp xuất sắc luôn anh em nhé, không một tí vết luôn. Đây núm volume này, đây núm chỉnh sitel, nét bright các kiểu này, đây núm tùy chọn cổng đường vào anh em nhé, đường vào này. Bên dưới là ba lăng này, và con này có lao led luôn anh em nhé. Về mute một vài cái núm chức năng cắt tần cắt tiếp này, hỗ trợ thêm một cái cổng phone ở mặt trước và đề đèn nguyên bản anh em nhé. Đây là cần gạt power, mặt nó mặt nhôm toàn bộ rất là đẹp luôn. Nói chung con Denon chữ đỏ nó là dòng VIP rồi anh em nhé, dòng chữ đỏ là dòng VIP rồi. Đây phía bên này tất cả là sơn zin tất anh em nhé, sơn zin tất. Phía sau đây PMA 300Z đúng không, công suất chỉ có 42W thôi, chứ đánh tốt cặp loa bát 30cm anh em nhé. Điện nguyên bản 100V, công suất này nó chỉ là công suất tiêu thụ điện thôi, và dòng này là dòng tem nhôm dập nổi anh em nhé, tem nhôm chứ không phải là tem sơn đâu, tem nhôm riêng bắt thẳng vào âm ly luôn. Ok chưa? Một con cầu chì hỗ trợ bên ngoài này, hỗ trợ đem hai cổng cắm nguồn phụ, một cổng mắc ra là 150W, một cổng mắc là 200W đấy. Đây là các cái đường lay in lay out vào đầy đủ anh em nhé, kẹp loa cổng AB anh em nhé. Đây là cầu A này, đây là cầu B này, và có một cái lỗ để anh em mình cái chân gọi là chân tiếp mát anh em nhé, để anh em mình bắt mát vào để phòng trường hợp
bị giật chiếc điện đó mà nhà nó có vấn đề thì anh em mình nên bắt cái chân mát này vào nhá. Dù sao thì cũng nên bắt chân mát, không phải là vì giật mà nó sẽ cho cái âm thanh nó sạch hơn anh em nhá. Nhiều anh em cứ hỏi là tại sao nó sinh ra cái cổng mát này, tại vì cái nguồn điện của anh em mình nhiều lúc nó cái bo mạch, trên bo mạch thì không thể nào mà nó sạch tuyệt đối được, mà bắt buộc nhiều lúc nó bị dò điện ra thì anh em nên bắt cái chân mát này vào để cho cái bo mạch nó có cái độ sạch tuyệt đối anh em nhá, thì là âm thanh ra nó sẽ ngon hơn, đúng không? Cặp loa bên trên này mình để cho anh em Onkyo 102CX là 2 triệu và con Denon chữ đỏ 300ZA này anh em nhé. Cái dòng Z là dòng Z trơn nhé, thì rất nhiều trên thị trường, nhưng mà ZA thì nó chung là một con rất là hiếm anh em nhé. Và con này mình đang để cho anh em giá là 3,5 triệu cho con Denon ZA này, đánh sò Motorola dòng chân vàng anh em nhé, mạ vàng ở chân, cho chất âm cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe con này nhá. Hai củ này bên dưới là 3,5 triệu này, cả combo này là 5,5 triệu anh em nhá. Anh em lấy lẻ hay là lấy chẵn cả combo đều như thế luôn. Ok. Phối ghép cho anh em ra những cái bộ mà cho ra chất âm nó rất là hay luôn, mình khẳng định luôn. Những con này mà chơi bolero thì tuyệt đỉnh cung phu luôn. Và với combo này thì cả combo là 5,5 triệu anh em nhá. Ok. Và sang bên này thì đây sẽ là một cái combo mà âm ly Victor đi kèm với cặp loa Midson của thằng Anh anh em nhá. Thì bình thường cái cặp loa này thì anh em có thể mua về làm trợ lời hoặc làm loa búp xeo nghe ở trong phòng rất là ok. Và cấu hình con loa này như sau. Cấu hình con loa này sẽ bao gồm một con loa bát đường kính 12cm gân cao su zin anh em nhé. Màng này màng carbon. Và anh em có thể tưởng tượng là cái côn loa to như thế nào khi anh em nhìn thấy cái lúm loa như này, đúng không? Côn loa siêu to luôn. Và bên dưới là con chép anh em nhé. Và với thiết kế của thằng Anh, của thằng Midson này đây, của thằng Anh nói chung và của thằng Midson nói riêng, thì đều là cái loa bát nó hướng lên trên anh em nhé. Còn cái loa chép nó sẽ để ở bên dưới đấy. Thiết kế nó hơi ngược đời với mấy con loa ở châu Á một chút đấy. Đây, thùng vách con này rất là đẹp luôn. Ok chưa anh em? Thùng vách rất là đẹp, và chất âm của nó thì chất âm của thằng Anh thì không giờ phải nghĩ rồi. Đúng không? Cặp này là cặp Midson M2S anh em nhé. Công suất là 75W một chiếc và trở kháng là 8 ohm. Anh em thấy không? Rất là dễ ghép loa và ghép làm trợ lời cũng được. Đây cái chốt bắt của nó anh em nhé. Chốt bắt cọc loa thì toàn bộ cọc loa bắp chuối hết anh em để nhìn đấy. Cọc loa bắp chuối toàn bộ luôn. Đúng không? Design NEJ England thiết kế tại Anh. Nhưng mà cặp loa này thì nó sẽ là made in China anh em nhé. Made in China như anh em mình thấy đây, đúng không? Loa Anh lắp ráp tại Trung Quốc anh em nhé. Mình thì mình không giờ ngại nhắc đến vấn đề Trung Quốc ở đây. Nói chung nhiều anh em nó bán hàng hay kỳ thị hay về này, lừa lọc anh em mua hàng cứ hàng China xong về cứ dán tem Made in Japan mà. Mình nói thật là hàng của Nhật đến bây giờ ở bên Nhật người Nhật họ dùng cũng thế thôi, vẫn là phải dùng những cái sản phẩm nó phải Made in China, tại vì hầu như bây giờ các nhà máy lắp ráp của thằng các cái thương hiệu âm thanh nó đẩy hết sang nước thứ ba hết rồi, mà thường là thằng Trung Quốc, tại vì nhân công của Trung Quốc nó rẻ, nó lắp ráp ở Trung Quốc là cái điều tất nhiên và tất yếu. Ở bên châu Âu cũng thế, đổ dồn tất về Trung Quốc rồi, nó là cái kho xưởng của cả thế giới chứ không phải kho xưởng của duy nhất của Trung Quốc nữa anh em nhé. Đây và cặp này mình sẽ bao cho anh em là hàng Midson xịn anh em nhé, cam kết hàng chính hãng xịn 100%. Và với cặp loa này thì mình sẽ để cho anh em giá là 2,5 triệu anh em nhé, 2,5 triệu cặp loa Midson này. Ok chưa anh em? Chất âm của thằng Anh không giờ phải bàn. Bên dưới này sẽ là con âm ly, cái dòng gọi là size size 338 à, size 38 anh em nhé. Con này đúng 38 nhỉ luôn nhỉ, có thước đo tới đây. Con Victor E40 anh em nhé. Con này thì nó là một trong số những dòng âm ly cổ anh em nhé, chơi cực kỳ ngon. Đấy. Đây con này, con này size 34 anh em nhé, không phải 38 đâu. Đấy.
nó có cái cần gạt, tất cả các chỉnh thứ đều bằng cần gạt. Thì anh em biết là cần gạt nó là cổ rồi đúng không? Bình thường đến cái đời cao hơn nó sẽ chỉnh bằng volume, đúng vặn tròn. Thế nhưng mà bây giờ nó những con này nó vẫn sử dụng cần gạt này, volume cần gạt này. Đây là nó có thể cắm mic vào gọi là hát kiểu hát loa phường được luôn anh em nhé. Bát chép này chỉnh bằng cũng cần gạt luôn, ba lăng ở giữa anh em nhé. Đây các cái cổng chuyển cổng này, anh em thì chuyển cổng tùy đổi này. Bên này nó sẽ là cái nút hiện anh em nhé. Đấy, đúng không? Đây nó có cái nút monitor này, tab monitor C ở đây, mình cũng không biết chức năng này chức năng gì, không rõ. Chuyển của chế độ ghi tab thì phải. Có equa anh em nhé, có nhạc nước ở đây này. Đấy, có nhạc nước ở đây. Đấy, cổng phone hỗ trợ mặt trước. Và con này đánh con STK to anh em nhé, STK dòng cao cấp, dòng to. Cho ra chất âm rất là ấm tiếng. Đấy, công suất con này thì rất là lớn luôn, 70W luôn. Nó còn lớn hơn cả con âm ly Denon bên này anh em nhé. Đấy, con Denon chữ đỏ bên này có 42W thôi, con này 70W. Made in Japan này, anh em nhìn thấy không? Kẹp loa, con này chỉ đánh một cặp loa duy nhất thôi, hỗ trợ đến 3 cổng cắm nguồn, mỗi cổng 150W. Các cái đường line in line out đầy đủ và nó cũng có cổng bắt mát này anh em nhé, cổng bắt mát để phục vụ anh em cho cái phần âm nó trong sạch hơn. Đấy. Và con Victor ở bên dưới này thì mình đang để cho anh em cái giá là 1.800.000 anh em nhé. Đấy. Và trên video này mình sẽ để cho anh em con âm đi này chỉ 1.600.000 anh em nhé. Chất âm ra cực kỳ ngon luôn. Anh em nào mà thích cái giải mid dày mà phần lời ca sĩ nó hay ấy, thì lấy con âm Victor này là chuẩn bài luôn. Victor E40 anh em nhé. Có cái chuẩn âm thanh của C này. Đấy. Âm thanh C là cái dàn quai của châu Âu, nó thường hay tích hợp trong những cái con cao cấp của thằng Victor. Con này không là ngoại lệ, con này là một trong số những con cao cấp anh em nhé. E40 đấy. Đấy. Cặp loa này là 2.500.000 này, con âm ly bên dưới này là có 1.600.000 thôi anh em nhá. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất âm này như thế nào nhá. Chất âm. Như kẻ bụi đời không tương lai không ngày mai. Ngày giữa chờ đợi. Đôi chân đi hướng con đường trước mặt về một chiều vắng. Ok chưa anh em? Nghe rất là ok đúng không? Ở đây này, anh em nhìn này. Tất cả hai bộ mình đều sử dụng kết nối của cái cục Bluetooth 5.0 mà mình đã giới thiệu ở những video trước với anh em. Anh em nhá. Hàng đặt thử ở bên xưởng Trung Quốc gia công. Đấy. Tất cả các linh kiện đều là do bên mình là tuyệt đối kiểm soát hết anh em nhá. Toàn là linh kiện tuyển thôi. Nên là nó cho chất âm kết nối cực kỳ ngon. Gần như là anh em không khác gì anh em cắm dây trực tiếp luôn anh em nhá. Cái độ méo tiếng gần như là không có trên những con Bluetooth 5.0 của bên mình này. Hiện tại con này mình đang để cho anh em giá là 200.000 một cục anh em nhá. 200.000 một cục sẽ tương đương với những cái cục mà anh em mua ở Việt Nam, mà anh em mua ở Việt Nam nhá, mà tầm 5-700.000 thì mình nói thật nó chỉ tương đương với cục này của bên mình đang bán 200.000 thôi. Đấy. Ok. Sẽ luôn luôn gửi đến cho anh em những cái sản phẩm ngon bổ rẻ. Đấy.
Tiếp đến bên này là cái mã dàn số 03, thì anh em thể nhìn thấy đây. Con này chính là con Onkyo V77 anh em ạ, một trong số những mã mà hôm nay mình sẽ xả giá cực kỳ tốt cho anh em nhá. Con này các chức năng của nó như sau: chơi MD, chơi CD, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX, giải mã 24 bit chuẩn từ Smart TV xuống anh em nhé. Nhưng con này CD của nó kén đĩa rồi, coi như bỏ đi mình không thời gian mình dọn, đúng không? Nhưng với những anh em không cần CD thì con này kết nối để giải mã 24 bit từ TV là cực kỳ ngon anh em nhé. FM đủ 108 và có thể dò đài trực tiếp ở trên mặt luôn được anh em nhé. Đấy. Con này thì nó có một cái vết như anh em nhìn thấy đây. Đây, vết nó gọi là răng sứt răng anh em nhé. Nhìn chéo ngang thấy nhưng mà nhìn thẳng thì sẽ vẫn là rất ok, vẫn không ảnh hưởng gì hết anh em nhé, vẫn rất là đẹp đúng không? Cục dàn thì đánh rất là căng, đánh được cặp loa bass 25cm thoải mái luôn, với công suất là 4 con sò than anh em nhé, 4 con sò than. Với những âm đi nhỏ này mà đánh sò than rồi thì cho ra chất âm với những cặp loa bé quá chi tiết anh em ạ. Các cái hãng anh em nhé, lưu ý các cái hãng đồ âm thanh người ta luôn luôn sản xuất công suất nó dư ra, tại vì là khi mà anh em nghe những cái công suất mà nó dư hẳn ra mà nghe với những cặp loa nhỏ mà nghe chế độ công suất nhỏ nó cũng cho ra cái được độ chi tiết rất là cao. Đấy, tại sao mà nhiều anh em đi test loa cứ vặn nha, cứ vặn hết công suất lên, khi ấy thì mình nói thật, ông nào đi test loa vặn hết công suất mình đuổi luôn, mình nói thật, tại vì cục dàn lúc nào nó chả làm dư công suất. Mấy ông vặn hết mắc cái này bảo là mắc công suất của ông vặn hết cỡ này nó rẻ, nên là mình nói thật là cái loa âm ly lúc nào cũng làm dư công suất anh em nhé. Ghép với những cặp loa nhỏ này mà vặn hết công suất ra chỉ có hỏng loa thôi, phòi hết loa, nghe một thời gian ngắn thì không sao, nghe thời gian dài phòi hết loa. Mình nói thật, mấy ông đấy là mấy ông không biết gì về âm thanh, mình không đánh giá cao mấy ông đấy. Còn anh em nào biết thì anh em thử kiểm chứng cho mình xem mình nói có đúng không anh em nhé, thử kiểm chứng xem có đúng không. Đấy. Phía sau này có gì đây? Đây, tổng thể anh em nhé. Đây, tổng thể cặp loa rất là đẹp, nhưng phía sau con này thì nó hơi có cái lốm đốm một tí anh em nhìn đây, lốm đốm một tí, nhưng nói chung là tổng thể nó vẫn là đẹp. Đây, các cái mặt còn lại nó cực kỳ đẹp luôn, đề can thứ không xước xát gì anh em nhé. Công suất là 70W và trở kháng là 6 ohm, một cặp thì sẽ là 140W anh em nhé. Âm ly công suất sẽ là 55W, điện nguyên bản 100V và made in Japan, cái dòng chữ anh em rất kết đi, made in Japan. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa cực kỳ rộng luôn, xúc điện out có optical in và out để giải mã 24 bit đầy đủ anh em nhé. Các cái đường line in line out kết nối thiết bị bên ngoài, kẹp anten FFM để anh em phục vụ em nghe đài, đúng không? Nói chung con này tương đối đủ cổng và hiện tại giá thanh lý cho cả bộ này mình đang để cho anh em giá chỉ có 2 củ tròn thôi anh em nhé. 2 triệu tròn cho bộ Onkyo V77, giải mã Smart TV xuống trực tiếp 24 bit chuẩn, kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX thoải mái. Đấy. Và đi kèm cặp loa cấu hình là bass 12cm này, màng da chăn, bên trên là con chép dòng 8 vít khá là ngon của thằng Onkyo anh em nhé. Và con này có phân tần luôn, phân tần rất là to bên trong, phân tần to gần bằng bàn tay luôn, thụt hơi mặt trước này. Đấy, bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhá, để xem với cái giá tầm 2 củ cho cả combo có xứng đáng không. Đây, anh nghe thêm phim đi. Giọng Thiên Kim quá hay luôn. Anh em nào mà thích nghe Thiên Kim thì mình nói thật là đúng là phải chọn những cái bộ mà phần lời nó thể hiện tốt như bộ V77 này thì mới cảm nhận được cái chất âm
mà giọng ca sĩ lên từ cái cổ họng nó lên được anh em nhá. Đấy, thằng Onkyo nó thể hiện giọng ca sĩ rất là tốt luôn. Và với cái mã số 03 này mình đang để cho anh em giá cực kỳ phù lý này, chỉ có 2 củ tròn thôi anh em nhá. Tiếp đến bên này thì sẽ là cái bộ dàn số 04, một trong số những cái mã dàn khá là hiếm trên thị trường của thằng Onkyo. Con này là con Onkyo 7GX DV anh em nhá, một trong số những cái mã hiếm hoi của thằng Onkyo chơi DVD. Đấy, chơi DVD. Con này thì mình giới thiệu sơ bộ các chức năng này như sau. Con này chơi MD tốt này, chơi DVD, chơi CD cực kỳ ngon anh em nhá. Công nghệ DOA-Link và ProRes Scan tích hợp sẵn con này. ProRes Scan là công nghệ gì? Quét đa phân luồng trên mặt đĩa anh em nhé, cho chất âm ra cực kỳ chi tiết và sẽ tương đương mỗi CD khoảng tầm trên 3 củ đến 5 củ. Chơi CD rất là hay luôn. Băng tần Wirat độc quyền nó tích hợp trên con này, này. Đấy. Công nghệ Dolby Digital này, DTS này, Theming Third và Theming Domino đều tích hợp sẵn trên con này anh em nhé. Nói chung nó đủ để cho anh em chơi 5.1 thoải mái luôn. Đây, giải mã 5.1 anh em nhé. Đây và sitter để anh em chơi nhạc trực tiếp. Đấy, chơi hai kênh để anh em nghe nhạc. Màn hình thì màn hình xanh huyền thoại, ok chưa? Cục dàn thì siêu dài luôn, anh em đấy, cục dàn siêu dài luôn. Và con này sẽ đánh 4 con sò than này, anh em sẽ yên tâm nó phang tốt cặp loa bass 25 mà phang căng luôn được anh em nhé. Đấy, giải mã 24 bit chuẩn như con này thì cho chất âm rất là hay luôn. Đấy, cấu hình loa sẽ bao gồm một loa bass đường kính 12cm anh em nhé, màng sợi ke ve. Đấy, màng sợi ke ve, dòng màng rất là cao cấp. Núm thì núm mũi đạn anh em nhé. Bên trên là con chép đôm dòng 8 vít của thằng Onkyo. Và con đôm này thì đôm quá kinh điển rồi, cho ra cái phần lời rất là sáng và từ kép toàn bộ anh em nhé, từ kép này. Bên dưới này củ thử có đúng vào mặt luôn. Nói chung thùng vách con này thì sát, đẹp xuất sắc luôn. Con này đẹp thật anh em, đây phía sau đây anh em nhé. Con này một trong số những mã dàn đẹp xuất sắc. Công suất của loa sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm anh em nhé. Thụt hơi xẻ rãnh mặt sau, anh em lưu ý một chút là với những cặp loa thụt hơi xẻ rãnh mặt sau mình đã nói rất nhiều với anh em rồi. Nó cho âm bát nó dàn đều ra anh em nhé, nó dàn đều ra và nó có một cái gì đấy, nó âm bát nó nghe nó rất êm anh em ạ, nó êm, nó không bị gọi là lực quá làm mình hơi bị ngột âm bát. Thì bình thường anh em nào mà anh em thích nghe lời ấy mà anh em mình có cái thụt hơi mặt trước ấy thì anh em thường hay cảm giác nó hơi bị ngột âm bát, tại vì bát nó phụt ra rất là nhiều. Còn với những cái loa mặt lỗ thụt hơi mặt sau đã đành rồi đúng không, là âm bát đã êm rồi. Nhưng với những con xẻ rãnh mặt sau này thì anh em cảm giác bên trong là thùng ma trận anh em nhé, thùng bên trong là thùng ma trận. Và âm bát này ra thì nó gần như nó rất là êm. Anh em nào mà muốn âm bát nó mạnh ấy, thì để nó gần vào tường một tí nhá. Âm bát nó ra đầy đủ cho anh em. Còn nếu mà âm bát mà anh em mình muốn hạn chế âm bát thì để xa ra một tí. Đấy, rất là ok. Công suất của cục dàn thì rất là lớn, 65W, điện nguyên bản 100V và made in Japan anh em nhé. Con này vẫn made in Japan này. Kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng, cái lưới tản nhiệt của nó anh em mình nhìn thấy rất là khét, rất giống thằng Deno. Optical in và out để phục vụ giải mã 24 bit đầy đủ nhá. Xuất video là các cổng xuất video 3 cổng luôn. Các cái kẹp anten để phục vụ anh em nghe đài, các đường line in line out đầy đủ. Và con này có cả cổng xanh đỏ tím vàng để phục vụ anh em config thành bộ dàn 5.1 anh em nhá. Đấy. Và với cái mã dàn này thì mình đang để cho anh em với cái giá là bao nhiêu, đúng không? Với cái mã dàn này thì mình đang để cho anh em cả bộ này với cái giá là 3.500.000 anh em nhá. 3.200.000 xin lỗi anh em. 3.200.000 cho cả bộ, xin lỗi anh em nhá. 3.200.000 cả bộ này. Ok cho anh em. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe chất âm này như thế nào nhá. Có xứng đáng với giá tiền không? Chất âm đẳng cấp luôn. Đây. Một nỗi đau lây lất trên con đường tình, lòng tái tê u buồn vì thiếu người yêu. Một đêm đông chạy đi tìm mộng, người yêu về vòng tay âu yếm, thức đêm dài thương nhớ người yêu. Hồn tôi nỗi đau vây kín vết
Ok chưa anh em? Mã dàn số 04 với cái giá là 3.200.000 anh em nhé. Chất âm cực kỳ ngon, mình nói thật chất âm này rất là ngon luôn. Tiếp đến cái mã dàn số 05 thì cũng là mã dàn khá là VIP, đến từ thương hiệu Pioneer anh em nhé. Con này con Pioneer RS70, một trong số những cái mã gọi là cao cấp của thằng Pioneer rồi. Cấu hình con này thì anh em sẽ nhìn thấy như sau. Con này chơi MD này, chơi CD anh em nhé. CD con này thì CD chơi được 3 đĩa anh em nhé, 3 đĩa CD luôn đúng không? Con này giải mã 24 bit chuẩn, chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt luôn. Anh em lưu ý một chút, con này chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt cho chất âm cực kỳ ngon. Tuner FM thì đủ 108 luôn anh em nhé, FM đủ 108. Cấu hình loa, à xin lỗi anh em, quên mất chưa giới thiệu. Con này đánh 4 con sò than anh em nhé, 4 sò than và dòng sò than cao cấp thằng Pioneer luôn. Nó giống con sò than của con này, sò than của N701 này. Con này với cả con này là đánh cùng một con sò công suất anh em nhé, nhưng mà cho ra chất âm ngon gần tương tự như nhau. Đấy, con này có cái là con này nó là dòng all-in-one một cục anh em nhé, con kia là dàn thớt rồi. Cấu hình loa sẽ bao gồm một loa bát đường kính 13 cm anh em nhé, tất cả mọi thứ là màng carbon này. Đấy, 13 cm, chất âm cho rất là ngon, cấu hình loa siêu to luôn, bên trên là con chép siêu tần của thằng Pioneer anh em nhé. Chất âm của này rất là sáng tiếng luôn, thủ thời mặt trước, thùng vách cũng khá là đẹp. Đấy, thùng vách khá là ok. Cọc này toàn bộ là cái cọc e căng, toàn bộ là kim loại tất này. Phía sau này, phía sau anh em thì nhìn thấy cọc loa cũng là cọc bắp chuối anh em nhé, cọc loa bắp chuối toàn bộ này đúng không? Công suất là 80W một chiếc và trở kháng là 4 ôm, thì một cặp sẽ là 160W anh em nhé. Đây, anh em thấy không? Cọc loa ở cục giàn cũng là toàn bộ cọc bắp chuối tất, ok chưa? Công suất của con này thì sẽ là 54W điện nguyên bản 100V. Và cục giàn sẽ là made in Japan anh em nhé, con nhện nó bò đây, bố lão nhỉ. Tản nhiệt này, tản nhiệt, cái phần tản nhiệt của nó khá là ngon. Đấy, kẹp lăng ten này em phục vụ nghe đài, các đường line layout đầy đủ anh em nhé. Và các cổng nó đều là cổng mạ đồng toàn bộ này, rất là đẹp luôn. Optical in phục vụ giải mã 24 bit. Ở trên con này có sẵn rồi anh em nhé, ok chưa anh em? Đấy, và anh em lưu ý một chút là con này chơi rất là ok, rất là ngon. Và hiện tại giá mình để cho anh em giá là bao nhiêu? Con này mình đang để cho anh em giá là 2.500.000 anh em nhé, cho cái mã Pioneer VIP này. Và bây giờ mình sẽ play thử chất âm cho anh em nghe. Với chất 2.500.000 thì không ngại bất kể con dàn nào, kể cả Denon và Onkyo. Ok chưa anh em? Mã dàn số 05 mình đang để cho anh em giá là 2.500.000 anh em nhé, cho một con công suất 160W, đánh tốt những phòng diện tích 40m2 trở về, cho chất âm rất là ngon. Rồi, video hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em có một buổi tối với gia đình thật là vui vẻ. Xin chào anh em.